Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay cặp đôi mới về của Raymond Well, mới về kho của ICS. Như các bạn thấy là đây là hai chiếc nó khá giống nhau nhưng mà hộp nó cũng đã khác nhau rồi. Hộp của Raymond Well là do tùy từng lô sản xuất nó sẽ là hộp hình chữ nhật hay hộp hình vuông các bạn nhé. Với chiếc này thì nó là hộp hình vuông, còn với chiếc này thì chúng ta sẽ có cái hộp ngoài là hộp hình chữ nhật. Và mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy. Chiếc này của mình thì có dây thép và em nó sẽ có mã là 2838S505658 Maestro và có giá 1.595 đô. Chiếc bên này của mình thì cũng sẽ tương tự như vậy, tuy nhiên em nó là dây da đó, đủ lựa chọn cho anh em luôn là anh em thích dây da hay là thích dây thép. Và em này thì có mã hơi khác hơn một chút là chúng ta sẽ có mã là 2838SL505658 và em này có giá là 1.495 đô, rẻ hơn em kia 100 đô. So vì dây da thì thường là sẽ rẻ hơn dây thép, kể cả giá retail dẫn là lẫn giá bán tại shop của ICS thì thường dây da bao giờ cũng rẻ hơn dây thép. Vì các bạn có thể thấy là bộ dây thép của em nó cực kỳ đẹp, và để làm được cái bộ dây thép như thế này thì thực sự là hãng nó sẽ tốn tiền khá khá so với cái số tiền 100 đô đó. Thực sự là họ sẽ làm được dây thép nó sẽ đắt hơn. Mình sẽ bỏ ra để so sánh anh em có thể thấy. Với một bộ dây khác nhau như này, anh em đã thấy là cái vẻ đẹp của nó là có cái sự khác nhau rồi. Với chiếc dây thép thì mình thấy là nó đẹp hơn và nó sẽ có đầy đủ, các bạn thấy endling ở đây, và chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả bộ dây thép với 7 chỉ này, 7 chỉ nhỏ. Dây thép của Raymond rất là tuyệt. Tuy nhiên cái đời mới 2017 nó lại làm bộ dây thép khác, mình nhìn thực sự là thất vọng hơn cái bộ dây thép cũ này rất là nhiều. Bộ dây thép cũ này được cực kỳ nhiều anh em thích. Còn với bộ dây da thì chúng ta sẽ có một bộ dây da đen đơn giản, đơn thuần và một cái khóa là khóa xiên có logo của Raymond Well. Căn bản là về chiếc 2838 này thì 05658 này thì nó không có gì khác nhau về mặt dial cả. Các bạn sẽ thấy mặt dial của em nó hoàn toàn giống nhau với bộ kim mắt ngỗng và bộ số học sinh. Cùng với đó là chúng ta sẽ có kim rốn ở góc 6 giờ và ô lịch ở góc 3 giờ. Đó, phía đằng sau chúng ta cũng có cái bộ máy là 4250 với 31 chân kính, rất là hoành tráng. Và bên này cũng vậy, các bạn sẽ thấy là 4250. Các bạn có thể thấy là cùng một bộ máy nhưng mà Raymond Well có mấy cái kiểu hoàn thiện. Phía bên trái này các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái chữ caliber RW 4250 và 31 chân kính được in ở cái vòng này. Còn ở bên trước này thì nó lại in ở hai vị trí khác nhau. Các bạn sẽ thấy rõ tại sao mà nhiều bạn cứ hỏi là ở trên website thì một kiểu và khi mà xem thực tế thì nó một kiểu. Đây là chính là cái kiểu mà Raymond Well hoàn thiện, và các bạn sẽ thấy là nó khác nhau. Đó, mặc dù là cùng một bộ máy là 4250. Đó, anh em có thể thấy là nó khác nhau khá. Về chất lượng thì hai chiếc này không có gì khác nhau cả. Về bộ máy thì nó vẫn là máy 4250 với 31 chân kính, 28.800 tần số dao động, và cùng với đó là chúng ta sẽ có khoảng 40 giờ tích cót. Với cái mặt dial của em nó thì hai chiếc này đều được hoàn thiện như nhau và được làm rất là đẹp. Các bạn có thể thấy là mặt dial được hoàn thiện cực kỳ đẹp luôn. Và với kính sapphire nguyên khối cùng với đó là lớp phủ chống reflecting AR thì tuyệt đẹp luôn, cho giúp cho chúng ta nhìn nhiều góc là các bạn sẽ thấy là nó rất là trong trẻo và trong vắt, gần như là nhiều góc chúng ta nhìn nó không kính. Đây là một cái đặc điểm của Raymond Well mình đánh giá là tốt hơn của FC trong cùng tầm giá. Và hai chiếc này thì đều có những cái đặc điểm riêng của em nó. Và nếu như các bạn có nhu cầu và muốn thử trên tay thì hãy qua ICS Shop ở 98 ngõ 360 xã Đàn, và chúng ta sẽ có đầy đủ hai sản phẩm này để chúng ta thử. Các bạn ở xa nếu mà muốn liên hệ mua thì cứ contact với cả ICS theo cái thông tin ở dưới video. Bên mình tất cả các video đều có thông tin ở dưới, bao gồm số điện thoại, địa chỉ và cũng như là đầy đủ các thông tin khác. Thì nếu như anh em có nhu cầu mua thì anh em cứ báo ICS, ICS sẽ phục vụ tận nơi. Rồi, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của ICS.